Bà nói là bà mẹ đi tìm con bà nội. Bây giờ tôi không có kìm được cảm xúc. Gia đình tôi cũng hấp hết nước mắt. Tôi chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Xin lỗi mọi người, tôi không có kìm được cảm xúc nữa. Tôi giờ đánh các anh là bây giờ tôi cũng bế tắc rồi. Tôi tên là Vũ Đắc Sơn Đông, là ba của bé Vũ Thị Bảo An, là bé mà tôi đang cần tìm. Bảo An nó nay là 15 tuổi, học trường phổ thông trung học Bến Cát. Dạ. Mà đến cái ngày 3 tháng 11 đó là bé chính thức bỏ nhà đi, thì trong quá trình đi thì có bạn tới rủ đi. Cái này là cái hình ảnh có thật ở trên camera của hàng xóm, người ta quay lại được. Bé nó có biểu hiện bất thường, nhưng nó không giống như hồi trước. À, la là bé thường hay sợ, hoặc là nếu mà nói nặng quá thì bé có xúc động hay khóc. Còn bây giờ bé rất là cứng rắn, có cái biểu hiện rất lạ. Thì qua tìm hiểu là tôi tìm hiểu là bé không có thường đi chơi bên ngoài, trong quá trình đi học là không có cúp cua đi học. Nhưng mà hiện tượng là có người gửi trà sữa vô trường thường xuyên cho uống đó. Nên khi về nhà là tôi phát hiện là cái tư tưởng của bé rất là kỳ lạ, lúc nào cũng lờ đờ, mà khi mình la hét thì giống như nó chai sạm rồi, nó không có cái phản ứng là sợ sệt hay là xúc động khóc hay gì nữa hết. Không em, hiểu em rất là bất ngờ đó, là nghĩa là bé là thường xuyên được ai đó gửi trà sữa cho uống ở đúng trong rồi, trường đúng rồi. Và khi mà từ khi uống cái món trà sữa đó thì về thì bé lại, cái thần kinh bé lại có những cái biểu hiện khác thường so với trước. Nó giống như là nó chống đối mình á, nó không có còn sợ mình á. Không hiểu cái đó thì tôi không hiểu đó rõ. Nhưng mà anh có tìm hiểu ai là người gửi trà sữa cho bé uống không? Cái trà sữa bây giờ ở khu vực Bến Cát nó rất là nhiều, nhưng mà tôi tìm hiểu được đó là có một cái tờ rơi phát quảng cáo là bé vẫn còn giữ ở nhà. Đó, thì cái trà sữa đó là nó khuyến mãi trong 2 ngày, là ngày 2 với ngày 4 tháng 10 năm 2010 đó. Thì cái ngày đó là ngày khai trương, rồi từ đó tới nay là mình tính từ thời điểm đó tới nay là đúng là thời điểm đó là bé có biểu hiện sa sút. Từ khi uống trà sữa là tự nhiên không, là sa sút trong việc học à? Không, từ khi học lớp 10, là khi học lớp 10 là bé đã có cái tờ rơi, bé bắt đầu đem cái tờ rơi đó về khoe với mẹ, nói mẹ trà sữa này ngon lắm, nó còn khoe, tôi còn nhớ vậy nữa. Nhưng mà do người lớn mình không có sử dụng trà sữa nên cũng không rành, nó cũng bị cho biết vậy thôi. Nhưng mà vậy không anh, ngờ thì anh nghi ngờ như thế nào về món trà sữa đó? Tôi nghi ngờ là trong cái đó có cái vấn đề gì trong đó. Tại vì tôi lần theo cái đầu mối của gia đình mà bạn của bé rủ đi á, thì bữa đó ba của bé có cái hiện tượng là say xỉn, thì ba bé cũng nói thật, có lời nói thật. Đó, tôi mới dò hỏi, tôi nói nghe thông tin là cái quán trà sữa đó, những đứa học sinh đó là có biểu hiện là chơi thuốc. Cái tôi mới lần hỏi là vậy con anh có không? Cái anh mới nói là, anh nói ngập ngừng tí xíu, anh nói tôi nghĩ chắc có thể đó, anh nói như vậy thôi. Có biểu hiện lờ đờ kỳ lạ lắm, học hành nó lơ là, nó không còn nhớ những cái bài vở gì. Trong quá trình học đó là những cái công thức bài toán ấy hay cái gì đó cần thiết là nó phải dạch lại, nó tìm lại hết, chứ nó không có tự học như hồi trước nữa. Nghĩa là anh nghi ngờ là trong cái trà sữa đó là người ta pha vào đó một cái chất gây nghiện, có thể là một cái chất gì đó của ma túy đúng không ạ? Đúng rồi. Nó đó. Làm cho cái não của con anh nó lờ đờ, và vì cái nghiện cái món đó nên là có thể là con anh nó bỏ nhà đi để nó đi theo cái đối tượng mà cung cấp trà sữa đó để có thể là thỏa mãn cơn nghiện hả? Đúng rồi. Với lại cái thời gian đầu năm học lớp 10 á, là hồi trước đó là tiền mình cho con, khuyên con chỉ cho cách con tiết kiệm bỏ ống heo, con làm rất tốt. Nhưng mà khi đầu năm lớp 10 đó đi là con có hiện tượng xài tiền rất nhiều. Mình cho tiền thì chỉ giới hạn mỗi ngày vài chục ngàn để có đi vô trường, bạn bè đôi khi rủ nhau uống ly nước mía hay cái gì đó.
nhưng mà bé có hiện tượng là móc luôn cả tiền trong ống heo ra. Móc ra, tiền trong ống heo không phải là ít, tiền vài triệu đó, chứ không ít đâu, mà móc riết tới chừng mình phát hiện ra là chỉ còn có vài trăm ngàn ở trong ống heo. Anh nghi ngờ là móc cái tiền đó để mua cái trà sữa. Đúng. Tiền đó là bao gồm tiền lì xì nè, của nội ngoại nè, Tết á, là cũng về bỏ vô đó. Rồi tiền cha mẹ cho tiết kiệm cũng bỏ vô đó. Mà khi bé móc, bóc rất khéo, không hề bể ống heo. Tới chừng mẹ giận quá đập ống heo ra thì chỉ còn có vài trăm ngàn. Em muốn hỏi kỹ hơn về cái trạng thái của con anh nó khi mà sử dụng trà sữa đó. Thì theo anh quan sát á, anh nói từ lờ đờ thì nó cũng hơi mơ hồ. Tức là theo đúng quan rồi. Sát của anh á, thì cái cách nói năng và như là cái thần thái của cháu á, từ khi dùng cái trà sữa đó thì nó có khác biệt gì so với trước không? Nó có khác biệt là khi mà mình giận quá, mình la hét, bé vẫn cứ trơ như là không còn biết sợ nữa. Thậm chí có những lúc mình giận quá, mình lấy roi mình đánh một hai cây vô mông thì bé cũng tỉnh bơ. Hồi lúc trước là khi mình nó thấy mình cầm cây roi lên là rất sợ, phải nói là vậy, là rớt nước mắt liền. Nhưng mà về sau này là mình đánh, thậm chí mình đánh một hai cây luôn rồi nó vẫn trơ, mình thấy vậy mình dừng, mình không đánh nữa. Nhưng mà con gái học lớp 10 rồi mà sao anh lại lấy roi đánh bé? Không, cái lúc giận quá là mình thì cha mẹ, mà bản thân tôi cũng là con đã từng bị cha mẹ đánh rồi, đến thậm chí đến lúc tôi lớn tôi học còn hơn vậy, thậm chí 11, 12 tôi vẫn còn bị ba mẹ đánh. Tôi có thấy cái đó vẫn là bình thường, cha mẹ đánh mình là để do tốt cho mình chứ không phải là xấu. Nhưng mà đánh ở cái mức độ mà giận quá đánh một hai roi chứ không phải ở đây là không phải là hành hạ hay là gì hết. Nó phải nói là cái cảm xúc mình nó đôi lúc nó bộc phát quá. À, anh á, em hỏi thăm một chút, hồi nãy anh nói là con anh á, tình nghi á, là đi với một bạn nữ đúng không ạ? Hồi nãy anh đúng nói đúng. Là xem qua camera là thấy là có một bé gái là tới dắt con anh đi đúng không ạ? Đúng. Thì bé gái đó là anh cũng tìm tới nhà của bé gái đó rồi đúng không ạ? Đúng. Thì cha mẹ cũng công nhận luôn. Anh nghe cha mẹ của bé đó nói là cha mẹ bé đó cũng nghi ngờ là con mình là sử dụng cái trà sữa có chất gây nghiện đúng không ạ? Đúng. Dạ. Yeah. Thì bản thân anh đã tìm tới cái quán, cái tiệm mà nó cung cấp món trà sữa đó và anh điều tra chưa? Cái quán đó thì mình chỉ tìm theo cái thông tin trên tờ rơi thôi. Chứ còn thực tế là cái chính thức cái món trà sữa được đưa vô trường đó là của quán nào thì tôi không bảo đảm. Tôi chỉ tìm tới cái quán đó theo cái thông tin trên tờ rơi, nhưng mà chỉ chưa có vô đó. Còn cái bé mà dẫn đi này nè, là đó cũng là bỏ nhà đi, cha mẹ cũng tìm mà tìm không được rồi bất lực bỏ luôn, rồi tự bé liên lạc về, nó chỉ liên lạc về chứ không về. Nghe ba mẹ của bé đó nói là chỉ về đúng một ngày là đầy tháng em của bé, tức là mẹ sanh em bé mới bé nhỏ, chỉ đúng một ngày đó tới bây giờ. Anh có hỏi thăm là ba của cái bé kia đó về cái chuyện mà cái biểu hiện khác thường của bé khi mà sử dụng trà sữa không? Giống con anh không? Tôi có hỏi, nhưng mà bé thì đúng theo cái lời nói của ba của bé nói là chỉ là có thể, tôi nghi ngờ có thể thôi. Tại vì bé không có về nên không có tiếp xúc được, chỉ tiếp xúc qua điện thoại thôi. Nên bây giờ mình muốn lần ra đầu mối của bé đó cũng không được. Tại vì mẹ của bé muốn giữ liên lạc với bé. Mẹ bé đó nói là bé này nó rất là bồng bột, yêu cầu mình nói động khó nghe hay là cái gì làm cho nó giận là nó cắt hẳn liên lạc luôn, không liên lạc với mẹ luôn. Nên mẹ bé là cố gắng giữ liên lạc nên mới không muốn làm lớn chuyện. Thì bây giờ là nó có hai cái hướng. Một là nghi ngờ là con anh vì nghiện cái món trà sữa đó, cái món trà sữa mà có chất gây nghiện á, đi theo cái món trà sữa đó để thỏa cơn nghiện đó. Cái nghi ngờ thứ hai nữa là vì anh hay la rầy rồi tịch thu số cái điện thoại của bé, hoặc thậm chí là đôi khi mình nóng quá mình đánh bé thì bé giận quá út ức quá bỏ nhà đi. Thì có hai cái hướng đó, là hai hướng em từ nãy anh trao đổi thông tin thì em đang nghi ngờ theo hai hướng đó. Thì bây giờ ở trên cái kênh này á, cộng đồng xem rất là nhiều. Hy vọng là có thể là con gái anh cũng đang xem. Thì trường hợp á, con gái anh đang xem cái clip này á, thì anh nhìn thẳng vào camera và bây giờ
anh gửi cho con gái những cái lời nhắn, cái lời tâm sự như thế nào? Thì qua cái kênh này thì tôi cũng nhắn, có lời nhắn với con. Con ơi, nếu mà con có xem được cái kênh này á thì con nên cố gắng là thu xếp như thế nào để về gặp với ba mẹ. Ba mẹ sẵn sàng dang rộng tay đón con về. Bà nói là ba mẹ đi tìm con bà nội. Bây giờ tôi không có kìm được cảm xúc. Gia đình tôi cũng sắp hết nước mắt rồi. Tôi chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Xin lỗi con ơi, tôi không có kìm được cảm xúc nữa. Tôi nhờ đến các anh là bây giờ tôi cũng bế tắc rồi. Tôi không có muốn con tôi đi về con đường xấu nữa. Tôi mong là con có coi được cái kênh này, thương cha thương mẹ về với ba mẹ đi con. Con có cần có lời gì muốn nói cứ giải bài tâm sự với ba mẹ. Ba mẹ sẵn sàng bỏ qua con. Thấy cái hình đây đưa lên để bà con cô bác mà thấy cháu là khuyên cháu về. Đây là hình của bé. Mọi người, mọi người làm ơn xem gãy rồi chỉ giùm giúp tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây là mẹ của bé anh. Dạ. Chị nói một lời thôi để cho bé thấy cái clip này, bé mong bé quay về chị. Bé ơi, mẹ trông con về sớm với mẹ bé ơi. À, từ Thủ Dầu Một này mà về anh chị, nhà anh chị là bao xa? À, đây về trên đó như là khoảng 20 mấy cây. 20 mấy cây à? Dạ. Ủa, công việc của anh là buôn bán hay gì anh? À, gia đình nhà làm kinh doanh vật liệu xây dựng. À, bé hồi xưa nghe nói học giỏi lắm hả? Dạ đúng rồi, học giỏi từ năm lớp 3 cho tới năm lớp 9 luôn, liên tục. Bây giờ nếu có lời khuyên dành cho những bé gái, bé trai mới lớn đang đi học ở cấp 3 thì anh chị có khuyên là có nên sử dụng món trà sữa không? Cái món trà sữa đó thì không phải là chỗ nào cũng là trà sữa xấu hết. Nhưng mà các bé nếu sử dụng là nên chú ý những chỗ nào thực sự lành mạnh mình sử dụng cũng không sao, mà cũng nên cẩn thận với những cái chỗ nào mà nó không đàng hoàng đó. Rồi đồng thời á là các bé là tuổi còn đang đi học thì nên cố gắng đi học, chứ đừng có mà nghe theo lời bạn bè rủ rê mà bỏ nhà đi rồi nghỉ học, như vậy là không có tốt, đồng thời là nó rất ảnh hưởng cho cái cuộc sống về sau này của mình.